Rồi với bà coi. Mày sợ? Mày sợ. Dạ. Xin chào cả nhà. Mọi người đang có mặt tại một không gian chắc là đối với những ai mà có dõi theo Dũng thì chắc là rất quen thuộc, đó là nhà của Dũng. Và đây là nhân vật mà cũng rất là quen thuộc với mọi người, đó là con trai của Dũng, Ben. Chào mọi người đi con. Đâu vậy? Dũng vừa mới làm một ly cà phê, mới tưới cây xong. Và đó cũng là những cái hoạt động rất là đặc trưng của buổi sáng của Dũng. Đây là cái góc mà Dũng cũng rất là thoải mái để ngồi buổi sáng. Khi mà Dũng uống cà phê, Dũng sẽ tin tức, thỉnh thoảng là cũng có đọc một vài trang sách trước khi bắt đầu một ngày của mình. Thì ngày hôm nay Dũng muốn chia sẻ một chút xíu về một câu hỏi mà nhiều khán giả cũng hay hỏi Dũng, để rất là lâu rồi mà giờ mới có gì chia sẻ, đó là về cuốn sách Mất Kết Nối mà Dũng đã giới thiệu đến nhà xuất bản Sài Gòn và Hiệu Đính. Thực ra đây là câu chuyện mà có liên quan đến một cái điều rất là riêng tư của Dũng. Hôm nay Dũng muốn chia sẻ đó là Dũng từng yêu một người mà người đó lại mắc chứng trầm cảm. Thì ngày xưa thì thực sự là chúng ta nghe cái chữ trầm cảm rất là nhiều, nhưng mà Dũng không có khái niệm quá nhiều về nó. Và Dũng cũng không bao giờ nghĩ rằng là trong cuộc đời mình sẽ có một người trầm cảm xuất hiện. Mà trầm cảm thật sự chứ không phải chỉ cái từ trầm cảm nhưng ta thấy nói là tôi bị trầm cảm ngày hôm nay, mà thực sự là phải uống thuốc mỗi ngày, cũng như là trong suốt rất là nhiều năm mà phải uống thuốc ngủ, nếu không là không ngủ được. Và nhìn vẻ bên ngoài thì mình cảm thấy rằng là họ cũng như bao người vẫn hoạt động, vẫn làm việc, vẫn rất thành công trong cuộc sống. Và khi phát hiện ra rằng là được nghe chia sẻ là họ bị trầm cảm, thật sự là bản thân Dũng cũng rất là bất ngờ. Và bắt đầu trong cái mối quan hệ thân thiết đó, mình hiểu về họ đó, thì mình bắt đầu có những cái nhận định của mình, những lý thuyết của mình về căn bệnh trầm cảm. Và lúc đó thì Dũng tin rằng là cái tình cảm của hai đứa sẽ đủ để giúp cho họ một phần nào đó vừa trầm cảm. Và thực tế là có như vậy. Từ khi mà hai đứa đầu quen nhau thì người đó bắt đầu về đó chỉ bác sĩ là cho tôi dừng cái thuốc đó lại, và họ bắt đầu có thể ngủ mà không cần thuốc nữa. Nhưng mà sau một thời gian khoảng vài tháng thì cái sự trầm cảm nó lại bắt đầu quay trở lại, và nó bắt đầu ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người. Và rất tiếc là mối quan hệ đó đã không đi đến được kết quả như hai đứa mong muốn. Nhưng mà nó là một cái điều mà làm cho Dũng luôn luôn là đau đớn trong lòng, luôn mang theo bên mình. Và một lần nọ thì trong một chuyến bay từ Mỹ bay về Việt Nam, khi mà trở xe ở Nhật, thì Dũng dừng một tiệm sách và Dũng thấy một cuốn sách nó ngay lập tức bắt mắt của Dũng. Đó chính là của tác giả Johan Harry, mang tên là Lost Connection. Tại sao bạn bị trầm cảm và làm sao để chúng ta có thể tìm lại được hy vọng. Thì cái nguyên nhân sâu xa của việc mất trầm cảm nói chung là chúng ta mất kết nối. Mất kết nối với rất nhiều thứ, trong đó có mất kết nối với nhau, mất kết nối với là những người xung quanh mình, mất kết nối với xã hội, mất kết nối với thiên nhiên, mất kết nối với những cái giá trị cốt lõi nhất của mình. Ví dụ như tin vào điều gì đó nhưng mà cuộc sống của mình cứ tiếp diễn theo một cái hướng mà mình thấy rằng là mình càng ngày càng đi xa dần với những kết nối đó, thì nó cũng làm cho mình bị trầm cảm. Nhưng mà rất quan trọng đó là mất kết nối với lại chính bản thân của mình. Và những cái điều đó làm cho Dũng nghĩ rằng là mình có thể làm gì bây giờ. Thật sự lúc đó cái đầu tiên mà Dũng muốn làm là gì, mọi người biết cầm cuốn sách này tặng cho người đó để đọc. Tại vì người đó là hoàn toàn là chối bỏ tất cả mọi chuyện này. Và đó cũng chính là một trong những nguyên nhân mà làm cho người ta bị trầm cảm. Người ta không chịu nhìn nhận những mất kết nối của mình. Nhưng mà Dũng không có dám làm chuyện đó. Bởi vì thứ nhất là người ta sẽ nghĩ là Dũng tìm cách, tìm lý do để mà liên lạc trở lại. Thứ nhì nữa là họ sẽ nghĩ rằng là Dũng đang gián tiếp phê bình họ. Thì Dũng không muốn làm chuyện đó. Nhưng mà cái sâu xa hơn nữa, Dũng nghĩ rằng là rất có ích. Đó là nếu Dũng không giúp được cho cái người mà mình từng yêu đó và mình vẫn rất quan tâm đó, thì biết đâu mình có thể giúp được cho chính mình và giúp được cho nhiều người khác nữa. Tại vì đâu phải chỉ một người đó là bị trầm cảm nữa. Mà bây giờ vấn đề
sức khỏe, tâm lý, tinh thần là vấn đề mà chúng ta nghe mỗi ngày. Và chúng tin rằng là tất cả ai ở đây cũng đang có câu chuyện đó ở mức độ đó thôi. Thì Dũng nói bây giờ mình phải làm cái gì bây giờ? Làm sao để có thể giúp được nhiều người hơn, chứ không phải chỉ mình là người đọc hoặc là cái người bạn của mình không. Thì cái việc đầu tiên mà Dũng nghĩ đến là hay là mình dịch cuốn sách này cho những người tiếng Anh chưa có đủ giỏi để có thể đọc bản gốc. Thì Dũng liên lạc với lại nhà xuất bản, và với mong muốn là mình sẽ là người tự dịch từ A đến Z trong cái thời gian dịch diễn ra. Nhưng mà rất tiếc là vì lý do hợp đồng giữa nhà xuất bản ở Việt Nam và tác giả, thì người dịch phải dịch trong vòng 3 tháng là phải xong. Mà mọi người biết thì chuyên ngành của Dũng không phải là tiếng Anh mà tiếng Đức, mà Dũng cũng phải dịch giả chuyên nghiệp nữa, cho nên Dũng cần lâu hơn như vậy. Thì cuối cùng là đã thống nhất với nhau là mời dịch giả, đó là bạn Ca Dao, và Dũng sẽ là người ngồi hiệu đính lại cuốn sách này lần thứ hai để chỉnh sửa những nơi cần chỉnh sửa, và nó phù hợp với lại cái những cái ý mà Dũng thực sự rất là muốn truyền đạt. Và cuối cùng thì cuốn sách ra đời mang tên là Mất Kết Nối. Rất là mừng khi mà Dũng thường xuyên nhận được những cái chia sẻ inbox trên Facebook là nhờ cuốn sách mà em và tôi đã có thể một phần nào đó đối diện với những câu chuyện của mình, và nó mở ra một cái hướng chữa lành cho bản thân của họ. Thì chúng ta mới nhận ra là như vậy, chữa lành không có nghĩa rằng là tôi trao cho bạn cuốn sách và đọc xong thì bạn sẽ ngay lập tức hết cái vấn đề đó. Mà chữa lành có nghĩa là nó khơi dậy cho bạn một góc nhìn mới, một cách tiếp cận mới cho cái vấn đề của chính mình. Và vì thế đó là cái ý tưởng đầu tiên cho cái dự định tiếp theo của Dũng, mà Dũng dành cho cái tuổi 40 của mình. Đó là món quà của Dũng dành tặng cho riêng Dũng lần này, cho cái tuổi rất đặc biệt của Dũng. Đó là một cái dự án mang tên là The Connection. Nó cũng lấy ý tưởng từ cái cuốn sách này. Sách này là Lost Connections, có chữ S, có nghĩa là mất rất nhiều kết nối chứ không phải một. Nhưng mà Dũng thì chỉ mong rằng làm sao là có được một kết nối. Trong những kết nối đó là mừng lắm rồi. Thì Dũng muốn được kết nối với mọi người, và Dũng muốn là thông qua cái dự án mới này của mình thì mọi người cũng tìm được kết nối đó với Dũng, và quan trọng hơn hết là với kết nối với chính bản thân của họ. Và dự án này mang tên là The Connection, kết nối. Đây sẽ là nơi mà chúng ta ngồi bàn về những vấn đề tâm lý, những vấn đề mà mình gặp phải mỗi ngày, dù là lĩnh vực nào chăng nữa, lĩnh vực tình yêu, công việc, hay là mối quan hệ giữa mình với người thân của mình, mối quan hệ của mình với những cái giá trị mà mình không biết mình là ai chẳng hạn. Đó là câu hỏi mà nhiều người đặt ra lắm, tôi là ai, đúng không? Thì Dũng không phải là một chuyên gia tâm lý, cũng không phải là một người gì đó quá ghê gớm, nhưng mà Dũng tin rằng là mình cũng đã trải qua khá là nhiều thứ trong cuộc đời của mình. Dũng là một người cũng khá là nhạy cảm, cũng khá là quan sát nhiều thứ, và Dũng rất may mắn xung quanh Dũng cũng rất là nhiều người như vậy. Dũng học được từ họ cũng rất nhiều. Và ở cái show này mình sẽ cùng nhau bàn những đề tài đó để chúng ta cùng nhau chữa lành cho chính mình. Và chắc chắn sự kết nối sẽ không bao giờ là một chiều được. Sự kết nối luôn luôn phải từ mọi người và từ phía Dũng dành cho nhau. Cho nên cái việc đầu tiên là hãy kết nối với Dũng bằng cách gửi những chia sẻ của mọi người về. Hãy chia sẻ những câu chuyện của chính bạn, những vấn đề các bạn gặp phải hàng ngày là gì, kể Dũng nghe. Để Dũng có cái chất liệu. Thực ra là khi Dũng ngồi viết ra một cái sườn bài, Dũng cũng làm được chứ không phải là không. Nhưng mà nó sẽ không có nhiều ý nghĩa nếu mà những cái câu chuyện đó nó không có gắn với mọi người. Cho nên hãy kể cho Dũng nghe mọi người đã gặp phải cái gì nhất, để chúng ta sẽ cùng nhau bàn. Dũng sẽ mời những người bạn thân của Dũng ở ngoài đời, những người nghệ sĩ mà Dũng tin rằng là những người rất rất thông minh, có chiều sâu, cũng đã có những trải nghiệm về những đề tài đó, hoặc ngay cả những người không phải là những người nghệ sĩ nhưng mà họ cũng có rất nhiều chuyện để kể chúng ta nghe. Thì đó sẽ là cái cốt lõi của The Connection, những cuộc nói chuyện rất là đời thường thôi, rất là thoải mái thôi. Thật sự bây giờ Dũng chưa biết là một cái format của một show như thế nào chứ, nhưng mà đó chính là cái mà Dũng thích nhất của chương trình lần này. Chúng ta sẽ tùy nhân vật đó, tùy câu chuyện đó, và cứ chưa biết mọi chuyện đi đến đâu, chúng ta cứ ngồi nói với nhau thôi. Nhưng mà chắc chắn rằng là sau một cuộc nói chuyện thì hai người khách mời và những người xem, Dũng tin rằng là sẽ nhận ra được nhiều điều cho cuộc sống của chính mình. Và nếu mọi người hỏi rằng là bây giờ chia sẻ bằng kiểu gì,
thì rất là nhiều cách. Một là các bạn hãy gửi tin nhắn inbox trên trang fanpage của Dũng, hoặc là mọi người có thể gửi mail về cho Dũng với contact.hotrungdung@gmail.com. Đó có thể là mail viết bằng chữ, cũng có thể là thu âm cái voice. Và nếu mọi người không muốn cái voice của mình bị sử dụng trên cái video đó thì có thể nốt một cái dòng cho Dũng, và Dũng hứa là Dũng sẽ bẻ cái tiếng đi, muốn trầm hơn hay là cao hơn cũng nốt vô luôn, muốn là nam thành nữ hay nữ thành nam thì cũng nốt vô luôn dùm Dũng. Hoặc cũng có thể là mọi người quay video về nếu mà không có ngại chia sẻ video với Dũng, và Dũng sẽ hứa là cùng với ekip làm sao để có thể khai thác sâu nhất và có những câu chuyện ý nghĩa nhất về chủ đề mọi người gửi về. Dũng rất mong đợi là chúng ta sẽ có một năm 2023 rất là ý nghĩa với The Connection.